Vị thứ mấy? À vị kêu vị Út đi ha. Vị ở đây một mình hay gì? À, ở đây là khu phòng trọ. Vị năm nay nhiêu tuổi vậy? 72 tuổi rồi. Dạ. Rồi con cháu gì thì sao? Không có con cháu. Con cũng chết rồi. Dạ. Rồi cái cháu nội mới đột quỵ chết nay cũng được năm rồi. Dạ. Xong. Có đứa con trai mà cũng chết lắm. Rồi giờ gì làm cái gì? Làm gì? Dạ. Giờ gì làm gì để sống? Dạ, lúc trước hả, tôi đi bán, đi bán số á. Đi bán cái bị xuống giật hết 2 lần hết vốn luôn. Giờ đi xin. Giờ đi xin hả? Cái giờ không bán đâu có vốn đâu bán. Dạ. Đi giờ nào vậy? Hả? Vậy thường đi giờ nào? Đi khuya đi ngồi cầu. Buổi tối hả? Về à. Chứ đâu có đi đâu được. Lết không à. Lết không hả? Là có đi đứng bình thường nữa không hay là? Không. Ủa vậy ai dẫn ra? Ngồi xuống đứng lên thì được, một bước không được. Rồi ai dẫn gì đi? Cái ông xe ôm á. À. Ông ẩm lên xe rồi ông ẩm xuống. Dạ. Bây giờ thì mình hướng dẫn các bạn đường đi tới nhà của dì Út nha. Các bạn đi đường Lý Thái Tổ Nối Dài ở Long Xuyên, rồi quẹo vào đường chỗ lẩu trái mắt heo Minh Quang, sau đó quẹo vào hẻm nhà trọ Sông Huy, đi tới cuối đường. Đi tới cuối đường, tới căn nhà này. Đây là khu nhà trọ, căn này chia ra làm 4, có 4 người ở. Bà Út ở nhà đây. Ẩm thấp. Con bước vô luôn nha. Dạ. Hồi đó tôi có tiền tôi cũng có mua bảo hiểm nè. Dạ. Dạ. Giờ không có tiền. Vậy hả? Tôi không mua. Có mở đèn được không? À, để sau lưng chú á. Để con mở đèn lên đi. Cái con cắt ở trên á. Trên. Trên á. Đây. Rồi ngồi đây lên đi. Đâu cho con mượn á. Hồi nãy là nói chuyện hết rồi, giờ quay chỉ đường. Chạy vô à, thẻ hội viên được ở địa phương làm giùm đó phải không? Ông sao uống làm như khó. Dạ. Làm Trần Thị Phước, sinh năm 1951. Thẻ này là được hỗ trợ tiền bệnh viện đồ phải không bà? Hay là sao? Nói cho vậy. Vậy hả? Con cũng không rành luôn. Để chừng nữa để coi mua thẻ bảo hiểm y tế cho bà sao? Dạ. Bây giờ thì mình không có giấy khai sinh chứ căn cước gì hết phải không? Già quá. Có biết quê quán gốc ở đâu không để mình trích lục khai sinh đó? Trời ơi, dễ gì mà lục được. Ở đâu được. Mình biết quê là được. Mà mình biết ở đâu không? Không biết nhớ đi sinh đẻ đâu không biết. Yeah. Giờ đầu óc tôi giờ cái gì đâu á. Lẩn lơ lơ gì đâu á. Không có nhớ cái gì trơn á. Khổ lắm, bởi vì nó nhiều khi nó ông bà nào bắt cho tôi chết rồi. Thôi, chừng nào mà có vô viện dưỡng lão á, có muốn vô á thì nhờ cho con hay lại. Cho hay sao xin vô sao. Giờ thì như dì nói thì dì chưa muốn. Tại do sợ phiền người ta, tại mình đi không được á. Sợ người ta ẩm mình tới lui sợ phiền. Đó, để con hỏi là bệnh viện dưỡng lão coi sao. Vô đó người ta chăm sóc tiếp mình mà. Dì còn lết lết đi được nữa phải không? Nghe sao? Nói vậy mà tôi không dám vô nữa. Sao? Nó mà cũ ăn hiếp mà mới á. Ôi làm gì có. Ừ. Tụi con tổng mấy bả hành hạ này cái nọ. Ờ không có, tụi con ra vô trong đó hoài, vô gặp mấy ông mấy bà trong đó hoài riết mà quen mặt luôn. Sợ quá tụi nó. Dạ không có đâu. Ốm yếu về mẹ vô muốn chết. Trời ơi không có đâu. Nha. Yeah. Để còn không á, để một thời gian nữa đó, mình vô trọng thử một tuần hay gì đó. Nha, yeah. Rồi được không tính sao. Có gì thì cứ liên hệ con. À, dì có điện thoại mà phải không? Ờ đúng rồi, có cái điện thoại đó, có gì nữa liên hệ con sao? Một chút để con xin số điện thoại. Chứ ở đây mình dì thấy cực quá. Đây, đồ đạc.
14. Đạo tôi có nhiều đó đó. Dạ. Yeah. Tủ không có gì hết. Cái tivi này là của người ta cho nữa nè. Dạ. Siêu mỏng cái người ta cho cái tivi. Yeah. Hư rồi. Dạ con không được luôn hả? Bắt lên có gì có hình không, có khi không có. Dạ. Yeah. Khổ vậy đấy. Rồi. Không có gì coi, coi vậy cho nó đỡ buồn. Giờ thì chưa biết tính sao thì thôi, trước mắt thì con ráng con hỏi cho xong cái thẻ bảo hiểm y tế nha, rồi có thể để con mua về con mua ít gạo á, với gửi ít tiền cho chỗ bảo hiểm mình xưa có mua được đó hả? Ủa sao mua được? Lâu rồi. Không có giấy tờ sao mua? Ừ, mua cái đó đó, có cái này mình mua được. À rồi con hiểu rồi, vậy để đỡ con mua bảo hiểm lại cho. Nè, cũng rồi, tuổi nè, dạ, rồi đáng nữa con mua gia hạn bảo hiểm y tế nó lại cho. Còn cái vụ mà vô dưỡng lão của bà cũ con hiếp mà mới vậy đó không có đâu, cái đó thì yên tâm, bảo đảm không có. Nha. Yeah. Đã mang bệnh rồi mà gặp vậy này chắc tôi chết số. Không có, không có. Rồi, rồi thôi để con ráng con tiếp được chỗ bà Út làm sao đó thì đi từng bước thôi, chứ giờ con chưa biết làm gì trước nữa. Giờ thì lo cái bảo hiểm y tế trước đi, với gạo với một ít chi phí mua đồ ăn thức uống thì trong thời gian này. Trời, chú giúp tôi vậy tôi mang ơn chú. Có gì đâu. Sao làm trong người đền ơn chú. Bây giờ tôi sống mình á. Dạ. Thôi con biết chỗ bà Út ở đây thì dì Út thôi, kêu dì Út chứ cũng rảnh rảnh con xẹt ngang thăm. Yeah. Rồi chúc gì sức khỏe. Cảm ơn chú nha. Chúc chú về mạnh nha. Dạ. Dì Út ơi, bữa nay con gửi cho dì 500.000 thay mặt mấy nhà hảo tâm á, còn trích cái quỹ của nhóm con á, gửi để dì mua thuốc với mua gạo rồi ăn nha. Còn nữa thì tính sau, dì chào nhìn con nha. Cảm ơn con chú nha. Chúc chú về dài sức khỏe nha. Ai gửi cho tôi đó, chú cảm ơn giùm nha. Dạ. Rồi. Còn cái vụ bảo hiểm của dì á thì con hỏi rồi, có gì con mua cho. Nhưng mà có cái không có giấy tờ tùy thân nữa đi biết sao. Dạ con biết, con có hỏi được. Nhưng mà không biết là trong bệnh viện á mình không có giấy khai sinh, không có căn cứ công dân á. Không biết là có được không. Bởi vì con hỏi trước. Dạ dạ để con hỏi. Yeah. Bà già rồi, 70-80 tuổi rồi. Dạ. Nói vậy đó, nói vậy rồi. Dạ rồi. Rồi thì dì nghỉ ngơi nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, không có gì. Rồi này, tôi mua thuốc tôi uống. Chú thấy không? Cái chân gãy lâu chưa? Hả? Cái chân chỗ đó là té gãy lâu chưa? Mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi? 3 tháng có rồi. Dạ. Hôm qua Tết cái là bị tới giờ. Xu gì đâu. Mấy năm trước không có bệnh đau gì hết á. Cái chừng qua Tết vừa rồi nó bị đập rồi xong. Dạ. Yeah. Gì đâu á. Rồi thôi. Cái thằng tài xế nó nói mở 70 chưa gọi là lành. Dạ rồi, vậy nghỉ ngơi nha. Dạ, cảm ơn cũng nhiều nha. Yeah.